Xin chào cô bác anh chị cử tri. Đến thời điểm này, có thể thấy diễn biến thời tiết mùa khô năm nay rất khắc nghiệt. Dự báo mùa khô sẽ có thể kéo dài đến tận tháng 6 năm nay. Trong tình hình nắng nóng gay gắt và kéo dài như hiện nay, yêu cầu phòng chống cháy rừng càng trở nên cấp bách và quyết liệt, nhất là khi đã có một vài vụ cháy lẻ tẻ đã xảy ra. Các cơ quan chức năng hiện đang thực hiện quyết liệt các kế hoạch, biện pháp bảo vệ rừng nhằm sẵn sàng đối phó với các tình huống khẩn cấp, hạn chế thấp nhất các nguy cơ có thể xảy ra. Sau đây là những ghi nhận công tác phòng chống cháy rừng tại các cánh rừng của tỉnh ta. Sáng ngày 20 tháng 3, người dân phát hiện có một đám cháy ở phía tây sườn núi Bà Đen trên núi Phụng thuộc xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh. Trong tình hình thời tiết nắng nóng cao điểm, các thông tin về cháy rừng càng trở nên nhạy cảm và nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của người dân. Khu vực xảy ra cháy rừng nằm ở nơi sườn núi đá, địa hình phức tạp, thực bì dày, kết hợp gió thổi mạnh, khiến công tác tiếp cận dập lửa gặp nhiều khó khăn. Các lực lượng chức năng đã huy động số lượng lớn nhân lực tham gia cùng nhiều phương tiện thiết bị chữa cháy. Khoảng hơn 16 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng phòng cháy chữa cháy công an tỉnh đã dập tắt cơ bản. Tuy nhiên, lửa vẫn còn cháy âm ỉ trong khe núi. Phải đến khuya, lực lượng chức năng mới có thể khống chế hoàn toàn đám cháy. Trong khi đang chữa cháy ở núi Phụng, thì chiều cùng ngày, một đám cháy khác tiếp tục xảy ra ở khu vực khoảnh 2 phía sau trường bắn núi Bà Đen. Lực lượng chức năng đã phải tập trung triển khai mọi biện pháp dập lửa, khống chế cháy trong hoàn cảnh rất khó khăn, vất vả. Theo báo cáo từ Ban Quản lý Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen, nguyên nhân xảy ra cháy có thể do người dân bắt ong nhưng chưa xác định được đối tượng gây cháy. Mặc dù hai đám cháy trên sườn núi Bà Đen không gây thiệt hại về người và chưa có thiệt hại đáng kể về tài sản do lực lượng chức năng đã khống chế kịp thời, tuy nhiên, việc xảy ra hai đám cháy trong một ngày là một cảnh báo lớn về công tác phòng chống cháy rừng trong mùa khô khắc nghiệt như năm nay. Tính từ đầu năm đến nay, trên quy mô toàn tỉnh, tình hình phòng chống cháy rừng gặp khá nhiều khó khăn. Tính từ đầu năm đến nay đã xảy ra 6 vụ cháy, và diện tích thiệt hại là 4,4 hectare. So với cùng kỳ năm 2023 thì đã tăng 3 vụ, diện tích thì tăng 1,4 hectare. Ban đầu thì có một số vụ đã xác định được nguyên nhân là do cái chủ hợp đồng xử lý cái hợp đồng không đảm bảo nên xảy ra cháy. Và một số trường hợp cháy khác thì nhận định ban đầu thì do một số người dân vào lén vào rừng để sử dụng lửa để bắt ong gây ra cháy, thì đây nhận định ban đầu thì cơ quan chức năng cũng đang xác minh điều tra làm rõ nguyên nhân của một số vụ cháy còn lại. Hiện nay, các đơn vị quản lý các cánh rừng trên địa bàn tỉnh càng tăng cường công tác phòng chống cháy rừng, trong khi cảnh báo nguy cơ cháy đang được đặt ra ở mức cao nhất, bám sát các chỉ đạo và kế hoạch chi cục kiểm lâm tỉnh đã đề ra. Ngay từ đầu mùa khô của 23-24 thì chi cục kiểm lâm đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Ủy ban đã ban hành cái kế hoạch 3764 để kiểm tra cái công tác phòng chống cháy rừng và chống phá rừng của các đơn vị chủ rừng. Thì qua đánh giá từ đầu năm đến nay á, thì công tác xử lý thực bì đối với rừng trồng là trên là 11.000 hecta, chiếm là đạt được là 95% so với cái phương án mà các đơn vị chủ rừng đã đề ra. Về đường băng cản lửa và băng trắng thì đã xử lý trên 137 hecta, thì đạt được 93% so với kế hoạch. Thì trong phương án thì các đơn vị chủ rừng đã chủ động rà soát lại cái lực lượng, phương tiện và các cái công trình để phục vụ cho công tác phòng chống cháy mùa khô của năm 23 và 24. Thưa cô bác, anh chị cử tri, như vậy đã có 6 vụ cháy rừng đã xảy ra từ đầu năm đến nay, chưa gây thiệt hại đáng kể và đã được lực lượng chức năng khống chế xử lý. Các lực lượng bảo vệ rừng kịp thời phản ứng nhanh chóng do đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản ngay từ đầu mùa khô. Tuy nhiên, có một điều đáng lo ngại là nguyên nhân gây ra cháy thường đến từ sự bất cẩn của người dân. Chi cục kiểm lâm vùng 3 đã làm việc tại Vườn Quốc gia Lò Gò Sa Mát, xác định đây là một trong các khu vực trọng điểm có nhiều nguy cơ cao cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Hiện nay, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Lò Gò Sa Mát chỉ đạo các lực lượng của đơn vị phải duy trì chế độ trực phòng cháy chữa cháy rừng trong suốt mùa khô, kể cả ngày lễ, ngày nghỉ, trực trên các tháp quan sát lửa rừng và tuần tra, canh phòng ngoài hiện trường tại các điểm trọng yếu.
Nguy cơ cao nhất là các giờ cao điểm tại các khu vực rừng trồng, khu vực trảng cỏ dọc biên giới. Đồng thời tuần tra thường xuyên, hạn chế tối đa người phương tiện không có trách nhiệm vào rừng nhằm giảm thiểu các nguy cơ do con người gây ra. Năm nay thì thời tiết nó kéo dài cho nên cái thảm thực vật và thực bì á nó rất là khô và cái nguy cơ cháy nó rất là lớn. Ý thức của người dân về cái công tác phòng cháy chữa cháy rừng nó cũng chưa cao. Một số người dân thì cũng còn lơ là, chủ quan, vô ý bằng các hành động như là đốt rác ở ven rừng, rồi xử lý thực bì rừng trồng không đảm bảo an toàn, rồi hút thuốc, vứt những cái tàn thuốc vào những cái vào trong rừng ở những khu vực dễ cháy, rồi sử dụng lửa để bắt ong, vân vân, thì nó cũng tiềm ẩn rất là nhiều nguy cơ cháy. Việc xử lý nghiêm một số trường hợp vi phạm mang lại hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, do diện tích vườn quốc gia Lò Gò Sa Mát khá rộng, có nhiều khu vực giáp ranh, khó khóa chặt các lối vào rừng, nên nguy cơ vẫn được đánh giá là rất cao. Tổng diện tích đất rừng của vườn quốc gia lên tới gần 30.000 hectare, bao gồm 28 tiểu khu. Trong đó, diện tích đất rừng tự nhiên chiếm hơn 23.500 hectare. Có nhiều trảng cỏ khô, lớp thực bì dày nên dễ xảy ra cháy trong các đợt cao điểm nắng nóng mùa khô. Diện tích còn lại là rừng trồng, có nhiều nơi xen kẽ với rừng tự nhiên, tiềm ẩn nguy cơ bị cháy lan. Địa bàn quản lý của chúng tôi cũng rất là rộng. Một số cái khu vực thì nó tiếp giáp với lại cái khu dân cư vùng đệm, rồi một số khu vực là tiếp giáp với lại biên giới của Vương quốc Campuchia. Và cũng có một số cái diện tích trảng cỏ rồi rừng trồng nó xen kẽ với rừng tự nhiên, cho nên cái việc kiểm soát người, phương tiện ra vào rừng cũng như là cái việc mà phát hiện lửa mà khi mà mới đám cháy mới xảy ra thì nó cũng khó khăn, nó cũng có nhiều nguy cơ. Ngay từ đầu mùa khô thì vườn quốc gia đã xây dựng cái phương án phòng cháy chữa cháy rừng và triển khai thực hiện với cái tinh thần phòng là chính. Ban quản lý vườn quốc gia cũng đã phối hợp với lực lượng kiểm lâm, các địa phương tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống cháy rừng, bảo vệ rừng, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân sống gần rừng, ven rừng, các hộ nhận khoán bảo vệ rừng và du khách về công tác phòng cháy chữa cháy rừng, bố trí phương tiện ưu tiên ở những khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy, đảm bảo nguồn nước phục vụ chữa cháy, đồng thời thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng trang thiết bị, dụng cụ chữa cháy, đảm bảo hoạt động sẵn sàng khi có tình huống phát sinh, không bị động lúng túng. Dự báo cháy rừng ở các khu rừng do vườn quốc gia quản lý được dự báo ở mức 5, mức cực kỳ nguy hiểm. Do đó, phòng cháy chủ động luôn được xem là biện pháp quan trọng nhất. Tổ chức phát dọn thực bì, rồi cắt và tạo các cái băng trắng, băng cản lửa. Thì đến nay thì cái khối lượng thực hiện được khoảng là 67 hectare với 55 băng. Ở một số khu vực mà nó có nguy cơ cao và thực bì nó nhiều và có trong phương án thì chúng tôi tổ chức đốt chủ động để giảm bớt cái vật liệu cháy. Đối với các diện tích rừng trồng thì chúng tôi cũng yêu cầu các chủ hợp đồng trồng rừng đã phải thực hiện các cái công đoạn đảm bảo theo quy trình cũng như là thực hiện phát dọn các bờ ranh, bờ lô đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy rừng. Tuy nhiên thì mùa khô năm nay nó kéo dài. Đến nay thì các cái thực bì ở dưới tán rừng do lá nó rụng nhiều cho nên nó cũng tiềm ẩn cũng khá nhiều nguy cơ cháy. Ban quản lý vườn quốc gia Lò Gò Sa Mát cũng đã tổ chức một buổi thực hành phương án phòng cháy chữa cháy rừng của đơn vị. Có khoảng 100 người tham gia, vận hành thiết bị, phương tiện hiện có, huy động phối hợp các lực lượng để tham gia chữa cháy trong một tình huống giả định. Qua kiểm tra, công tác phòng cháy chữa cháy rừng của vườn quốc gia được Chi cục Kiểm lâm vùng 3 đánh giá cao. Hiện nay là thực bì là khô nọ và là rất dày, tầm 20cm, đấy chúng ta nhìn thấy đấy. Nên là chỉ cần một cái tàn thuốc xuống là có thể xảy ra cháy. Từ sáng giờ thì đoàn cũng đã kiểm tra được các chốt trạm. Thì qua đó cho thấy rằng là các chốt trạm đã được vườn trang bị máy móc sẵn sàng các cái hoạt động để chữa cháy rừng. Và cũng là vườn cũng đã báo cáo là làm tốt các cái công tác phối hợp với lại các lực lượng như từ công an, quân đội cũng như là các lực lượng của xã ở khu vực vùng giáp ranh. Ban quản lý vườn quốc gia Lò Gò Sa Mát cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương, các xã vùng đệm và các đồn biên phòng trú đóng trên địa bàn để tuyên truyền vận động người dân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy rừng, đồng thời phối hợp chặt chẽ để huy động lực lượng khi có cháy xảy ra trên địa bàn.
Thưa cô bác, anh chị cử tri, hầu hết người dân các xã vùng đệm ra vào rừng đều chấp hành tốt các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng. Tuy nhiên thì cũng có số ít còn có sự chủ quan, vô ý. Đây cũng là khó khăn đối với ban quản lý khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng. Với tổng diện tích phải thực hiện công tác phòng chống cháy rừng trong mùa khô năm 2023-2024 rộng lớn, trên 24.000 hecta, rừng phòng hộ Dầu Tiếng đang chịu khá nhiều áp lực trong tháng 4 nắng nóng như thiêu đốt. Tổng diện tích tự nhiên của rừng phòng hộ Dầu Tiếng là trên 30.000 hecta, trong đó diện tích cần thực hiện phòng cháy chữa cháy là 24.283 hecta. Địa giới hành chính nằm trên địa bàn 5 xã Tân Hòa, Suối Ngô, Suối Dây, Tân Thành của huyện Tân Châu và xã Suối Đá của huyện Dương Minh Châu. Với địa bàn rộng lớn và nhiều khu vực giáp ranh, việc đảm bảo an toàn của các cánh rừng phòng hộ là điều không đơn giản. Ban quản lý khu rừng phòng hộ đã nỗ lực củng cố đội ngũ, xem con người là nhân tố quan trọng nhất trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Đơn vị đã thành lập tổ phòng cháy và chữa cháy rừng mùa khô năm 2023-2024 với 16 tổ trực phòng cháy chữa cháy rừng tại cơ sở, đồng thời triển khai hướng dẫn các thành viên trong lực lượng thực tập diễn tập phương án cụ thể để chủ động sẵn sàng khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Riêng cái lực lượng bảo vệ rừng là chúng tôi có 60 người. Tuy nhiên về cao điểm mùa khô thì chúng tôi là thuê thì những cái hợp đồng lao động và tăng cường là 3 người mà bố trí những cái địa điểm mà trọng điểm cháy rừng. Là chúng tôi đã tổ chức được cái hội nghị ký kết cái quy chế phối hợp từ tháng 1 năm 2024 giữa các lực lượng kiểm lâm, công an, quân sự, ủy ban dân các xã và các đơn vị trú đóng trên địa bàn, ví dụ như nhà máy xi măng Fico, nông trường cao su Suối Ngô, nông trường cao su Tân Hòa. Các lực lượng này thì đã ký kết quy chế phối hợp. Đồng thời chúng tôi đã xây dựng cái kế hoạch để phối hợp trong mùa khô năm nay. Đồng thời, với xây dựng củng cố lực lượng, ban quản lý khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy phù hợp với tình hình thực địa, đảm bảo phương châm 4 tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện công cụ tại chỗ, hậu cần tại chỗ. Khu vực trọng điểm thì chủ yếu tập trung là các tiểu khu nằm trên địa bàn của xã Suối Ngô, xã Tân Hòa. Và chúng tôi xác định được những cái nguồn nước mà cần phải bố trí để mà chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra. Trong đó thì chúng tôi bố trí cái bồn chữa cháy đó có hai loại là 5.000 lít và 2.000 lít. Thì chúng tôi rải đều những khu vực mà cái nguồn nước bị hạn chế, đăng ký những cái nguồn nước tại chỗ của các đơn vị, trong đó có đồn biên phòng Tống Lê Chân, đồn biên phòng Thú Lam và hai cái nông trường cao su. Ban quản lý khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng đã xây dựng được bản đồ phòng cháy chữa cháy rừng trên diện tích 172 hecta, trong đó ưu tiên xử lý các điểm dễ cháy, thực hiện đốt chủ động các khu vực. Đến nay, đơn vị đã tiến hành xử lý đốt thực bì tại các trảng cỏ lớn trong rừng và các tuyến đường đi, các đường ranh, bờ lô nhằm tạo đường băng trắng, hạn chế cháy có thể lây lan vào rừng. Đến ngày 10 tháng 3 năm 2024, đơn vị đã tổ chức xử lý đốt chủ động được 120 vị trí. Đơn vị cũng đã bố trí trang thiết bị, dụng cụ máy móc, các bồn chứa nước đầy đủ tại các trạm, chốt, đội quản lý bảo vệ phát triển rừng theo bản đồ này. Mùa khô năm 2023-2024, đơn vị được bố trí lắp đặt và đưa vào sử dụng hai máy camera quan sát lửa rừng, được lắp đặt tại hai tháp canh lửa thuộc đội quản lý bảo vệ và phát triển rừng ấp Con Trăng và suối Bà Chim. Việc lắp đặt camera quan sát lửa rừng mang lại hiệu quả rất tốt, đã phát hiện kịp thời các điểm cháy và dập lửa khi ngọn lửa mới phát sinh. Tôi là người phụ trách bố trí lực lượng tuần tra bảo vệ rừng, mang phương tiện bình xịt và canh nước, vừa tuần tra bảo vệ rừng vừa kiểm tra phòng cháy chữa cháy rừng. Có tổ trực máy camera ở đây cảnh báo thì vị trí đám cháy thì cái tổ tuần tra đó đến vị trí kịp thời, không để xảy ra cháy lan. Vừa qua thì cũng có xảy ra cháy mà cháy nhỏ, không có đáng kể vì lực lượng đã phát hiện xử lý kịp thời, sẵn sàng, nhiệt tình. Bất cứ cái khó khăn vất vả nào là cũng hoàn thành nhiệm vụ. Đội quản lý bảo vệ và phát triển rừng ấp Con Trăng đã quan sát màn hình camera
và đã phát hiện tổng cộng 8 trường hợp cháy và triển khai lực lượng dập tắt ngay từ ban đầu, với diện tích đám cháy lớn nhất là 800m², nhỏ nhất là 50m². Từ đầu mùa khô đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn do Ban Quản lý Khu rừng Phòng hộ quản lý ghi nhận xảy ra 3 vụ cháy rừng trồng, đã lập hồ sơ chuyển cơ quan chức năng xử lý. Ngoài ra, còn có một số trường hợp cháy bào, trảng cỏ, nhưng được lực lượng bảo vệ rừng phát hiện kịp thời từ tháp canh lửa, nên chỉ ảnh hưởng thảm thực bì dưới tán, không cháy lan, cháy lớn, chưa ảnh hưởng đến cây rừng. Ban Quản lý Khu rừng Phòng hộ Dầu Tiếng đã bổ sung các diện tích rừng trồng cần xử lý thực bì, phòng chống cháy vào phương án phòng cháy chữa cháy rừng, nhắc nhở các hộ hợp đồng trồng rừng xử lý thực bì hiệu quả. Thưa cô bác, anh chị cử tri, nguyên nhân cháy rừng trên địa bàn luôn có yếu tố chủ quan từ phía người dân. Vào mùa khô, nhiều người dân ra vào các khu rừng để bắt cá, nướng cá, hun khói bắt ong. Thậm chí là có trường hợp chủ hợp đồng nhận khoán rừng trồng đã xử lý thực bì chưa đúng cách, gây cháy diện tích nhỏ. Và cũng không loại trừ khả năng một số đối tượng vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, cố tình đốt phá hoại. Những trường hợp cố ý phá hoại chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm. Mùa khô năm nay sẽ còn kéo dài, dự báo là đến tháng 6 mới có mưa. Do đó thì các lực lượng bảo vệ rừng đang căng mình phòng cháy chữa cháy rừng 24/24 và công tác này sẽ được làm quyết liệt trong hơn một tháng nữa. Chúng tôi mong rằng mỗi người dân cũng sẽ tích cực tham gia phòng cháy chữa cháy. Đây vừa là trách nhiệm, vừa là quyền lợi đảm bảo tính mạng và tài sản của người dân cũng như tài nguyên của nhà nước. Thưa quý vị, thời lượng của chương trình Tiếng Nói Cử Tri đến đây cũng đã hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.